Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay mình giới thiệu tới các bạn một căn hộ thuộc khu căn hộ Himalayan Riverside, phường Tân Hưng, quận 7. Đây là trước cửa nên căn hộ này các bạn. Còn đây là ngoài hành lang nha các bạn. Đây là hành lang trước căn hộ này. Và bây giờ mình đưa các bạn vào tham quan chi tiết hình ảnh bên trong nha. Đây là khu vực phòng khách. Đây là khu vực phòng khách của căn hộ này. Căn hộ này có diện tích là 75m2. Giá chủ nhà hiện đang gửi mình bán với giá là 3,6 tỷ, còn thương lượng nha các bạn. Nếu các bạn quan tâm tới căn hộ này, vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại 0988 136 639 hoặc 0934 080 888. Căn hộ này gia chủ sẽ để lại cho mình nội thất nên y nguyên như này các bạn. Nhà mình phòng khách đây mình có máy lạnh này. Có một bàn ăn nhỏ này. Bộ bàn ghế sofa. Tivi mình có rồi nha các bạn. Phòng khách của mình khá là rộng. Đây mình có trước cửa ra vào mình có một tủ giày dép và tủ lạnh. Đi vào đây là mình có gian phòng bếp này. Khu vực phòng bếp của mình cũng tương đối rộng. Mình có tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Và đây là bếp ga nha các bạn. Mình có chậu rửa chén này, lò nướng, lò vi sóng. Tủ bếp của chúng ta là làm bằng gỗ công nghiệp nha các bạn. Quạt hút mùi mình có sẵn rồi nha các bạn. Và đi vào phía bên trong đây của khu vực bếp, mình là phòng này phòng giặt đồ và phơi đồ nha các bạn. Mình nhắc lại thông tin căn hộ này có tổng diện tích là 75m2, giá chủ nhà gửi mình bán với giá là 3,6 tỷ, có thương lượng. Nếu các bạn quan tâm vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại 0934 080 888 hoặc 0988 136 639. Căn hộ này mình có 2 phòng ngủ, 2 toilet, 1 phòng khách, phòng bếp, 1 phòng giặt đồ, phơi đồ. Đây là toilet phía ngoài phòng khách nha các bạn. Toilet phía phòng khách mình có phòng tắm đứng này. Đây là hình ảnh bên trong toilet của khu vực ngoài phòng khách nha. Căn hộ này mình có 2 phòng ngủ, 2 toilet, 1 phòng khách, phòng bếp, 1 phòng giặt đồ, phơi đồ. Và đây mình đưa các bạn vào tham quan phòng ngủ đầu tiên này. Phòng ngủ này của chúng ta thì không có toilet, mình có máy lạnh này. Có tủ quần áo này các bạn. Giường có rồi nhưng chưa có nệm. Phòng ngủ này mình có một khoảng ban công rất là sáng nha. Đây là cửa ra ban công này. Phòng ngủ này view của chúng ta là nhìn ra khu dân cư Him Lam, cầu Him Lam và sông Ôm Lớn. Đây là hình ảnh mình quay từ ngoài ban công nhìn xuống khu dân cư Him Lam. Còn phía xa kia chúng ta là khu căn hộ Sunrise City. Còn bên dưới đây là khu vui chơi giải trí Viettopia các bạn. Còn phía dưới chúng ta đây là con đường số 9. Đi ra ngoài đường D1 hay còn gọi đường Hoàng Trọng Mậu các bạn. Đây mình quay lại hình ảnh từ ban công này. Kia là cây cầu Him Lam của chúng ta và con sông Ông Lớn. Đây ngoài ban công của chúng ta khá là rộng. Mình quay lại hình ảnh ngoài ban công nhé. Và bây giờ mình đưa các bạn đi tham quan phòng ngủ thứ hai. Đây là phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ này của chúng ta có toilet trong phòng nha các bạn. Mình có tủ áo này, giường, rèm cửa sổ mình có hết rồi các bạn. Phòng này mình có 2 cửa sổ. Cửa sổ này thì mình nhìn là đối diện sang nhà kế bên. Mình nhìn sang nhà kế bên và nhìn xéo xuống thì nhìn xuống khu Viettopia. Còn nếu như các bạn
Nhìn từ cửa sổ này, view của chúng ta sẽ nhìn ra khu Him Lam giống như phòng kia. Thì mình nhìn xuống dưới đây là trung tâm Viettopia và dòng sông Ông Lớn. Rồi khu dân cư Him Lam. Đây mình quay chi tiết hình ảnh bên trong phòng. Trong phòng mình có máy lạnh rồi các bạn. Và đây là toilet của chúng ta này. Toilet này mình có phòng tắm đứng nha các bạn. Mình nhắc lại thông tin, căn hộ này có tổng diện tích là 75m². Giá chủ nhà gửi mình bán với giá là 3,6 tỷ. Có thương lượng. Nếu các bạn quan tâm vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại 0988 136 639 hoặc 0934 080 888. Nếu quý vị và các bạn thấy video mình hữu ích, hãy cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn. Đây mình quay lại hình ảnh ngoài phòng khách này. Đây ngoài phòng khách chúng ta này. Một lần nữa mình cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích, nhớ cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn.